Liên quan đến vụ tai nạn do xe công vụ gây ra vào tối ngày 9 tháng 6 tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, khiến một người tử vong, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu đình chỉ công tác đối với cán bộ gây tai nạn. Trước đó, tối ngày 9 tháng 6, khi đang điều khiển xe tuần tra của cảnh sát giao thông trên đường DT749 đến địa phận xã Minh Hòa, thiếu úy Phan Hoài Ân đã để xảy ra va chạm với anh Nguyễn Văn An, sinh năm 1996, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, khiến anh An tử vong trên đường đi cấp cứu. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời ra quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu úy Phan Hoài Ân. Cơ quan công an đã cử các đoàn công tác đến thăm viếng gia đình nạn nhân.